tiến căng miếu ông cù ngay ngã tư miếu ông cù đang cháy hai trụ điện. Ôi con chui vô đấy. Điện mà man đi tạt nước. Mà thôi mấy ông kia bỏ của đi. Kìa dây điện nó rụng kìa, ra đạp vô xong rồi nó. Nó cháy một trụ bây giờ, này chập điện nó cháy thêm một trụ nữa. Ôi giời, đổ nước kìa, dây điện nó rớt rơi xuống nó giật cho. Mà gọi cứu hỏa nãy giờ không tới luôn này. Giật cho má nó dẫn được cho một cái cho lên nhá. Trời ơi, tạt cái nhà trời. Còn điện không ta? Có điện luôn này. Điện nó đang dưới nước này. Dần nó chết luôn. Nó có điện nên nó mới chập, nó cháy thêm cái trụ bên đây nữa. Cơn nãy gom hết đồ ra là ok rồi, lại không gom. Cái nãy ông ấy ông mang xe ra để gom đồ đi đấy mà không gom, cứ đứng dập. Điện ai mà vô ấy mà dập được. Nó phải cắt được điện cơ. Oh.